Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Biển Đông sắp đón bão số 7. Dự báo khoảng ngày 6 đến ngày 7 tháng 10, vùng áp thấp sẽ vượt qua Philippines đi vào biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, những ngày sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng mùng 3 tháng 10, ở vùng biển phía đông nam Philippines ở khoảng kinh tuyến 130 đến 131 độ kinh đông đã hình thành một vùng áp thấp cách miền nam Philippines khoảng 500 km về phía đông. Dự báo khoảng ngày 6 đến ngày 7 tháng 10, vùng áp thấp này đi vào biển đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, những ngày sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, cũng như các dự báo trước đây, tháng 10 và 11 được dự báo là sẽ có nhiều áp thấp nhiệt đới bão hoạt động trên biển đông. Đây cũng là thời gian cao điểm của mùa mưa bão năm 2021, ông năng cho biết giai đoạn hiện nay cần đề phòng mưa lớn xảy ra ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 10, tháng 11. Bên cạnh đó, khu vực này cũng cần đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ông Năng cho biết, tháng 10 và 11 cũng là cao điểm trong mùa mưa bão cho khu vực Trung Bộ với lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 30%. Dự báo từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 5 đến 7 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khoảng 2 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý thêm, Nguyễn Dương